Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, để chuẩn bị cho dịp nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015, Bộ đã có văn bản gửi các sở giáo dục và đào tạo và trường đại học cao đẳng, trung cấp, chuyên nghiệp yêu cầu xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác tuyên truyền, giáo dục, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phối hợp với các lực lượng chức năng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Các nhà trường tổ chức ký cam kết với phụ huynh học sinh về việc giáo dục kiến thức giao thông cho học sinh, không giao xe máy cho học sinh khi chưa có giấy phép lái xe và cam kết đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông. Yêu cầu học sinh khi điều khiển xe hai bánh chạy bằng điện phải đội mũ bảo hiểm. Bộ Giáo dục Đào tạo lưu ý các địa phương phải ban hành quy định cụ thể việc xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với những trường hợp vi phạm luật giao thông để răn đe giáo dục học sinh và thông báo cho tất cả phụ huynh biết cùng thực hiện.